về rồi đó hả? Dạ. Má đi đâu vậy? Má muốn lấy cái gì thì má nói để con lấy cho. Má lao tấm hình. Hình hả? Hình cũ xì, má lao hoài nó cũng cũ à má ơi. Hình kỷ niệm ngày chồng vợ cha con được đoàn tụ. Thôi má à, má nằm nghỉ đi má. Có bình dưỡng khí nè, má hít đi cho khỏe. Má qua đây nằm nghỉ đi má. Má nghe trong người cũng khỏe lắm rồi. À, mà con có đi kiếm con Trường An không? Mà sao má không thấy nó về? Hả? À, có gặp nó không? Dạ, con có đi lại đằng hãng thì nghe hãng nói là chỉ có việc gì đó gấp lắm, cho nên chỉ mới theo bà chú hãng ra ngoài Nha Trang. Chỉ khỏi tốn hao tiền bạc, chi phí đều có bà chủ lo, từ tiền ăn tiền giặt giảnh lẫn tiền phòng. Tiền lương còn được lành gấp đôi, đến khi sống xuôi mọi chuyện còn được thưởng thêm tiền, nên chỉ mới dội vàng ra đi. Nhưng tại sao chị con đi xa mà không đem theo áo quần thái mặc? Con gái chứ không phải là con trai ở đâu, mà hễ muốn đi là đi liền. Quả thiệt là thứ đồ hư thân mà. Thôi má còn đau đừng nên nóng giận, bây giờ đồ mai sẵn thiếu chi, ra ngoài chỉ mua chi mặc lo gì, hoặc là bà chủ mua cho. Vậy cũng được. À, Hồ à, con nói thiệt cho má nghe coi, cái bình dưỡng khí đó con mua với cái giá là bao nhiêu tiền vậy? Dạ, con này lại của người ta với giá là 3.000 đồng đó má. Tới 3.000 đồng rồi tiền ở đâu mà con có? Dạ, tiền con dành dụm để đóng học phí tháng này, tiền lễ phí đi thi, với tiền vốn bán bánh mì nữa má. Trời ơi, tại sao con không hỏi má? Hồ ơi, Má, con biết rằng nếu như con nói với má thì má sẽ ngăn không cho con mua bình dưỡng khí. Má sẽ buộc con đóng tiền trường và lễ phí đợi ngày thi. Nhưng mà nếu không thi được niên khóa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu thiếu tiền trường mà học hành dang dở năm nay thì con còn có đủ thời gian để học hỏi cả mấy chục năm sau. Chưa một mai mà má mất đi rồi thì trọn đời con hối hận. Có đốt đuốc rọi khắp trần gian cũng không sao tìm kiếm cho con một người mẹ nhân từ. Một người mẹ đã khổ nhọc với con từ thuở còn xuân cho tới lúc bạc đầu. Từ thuở má con mình còn ở làng tấn ngày, còn đi chợ Trường An. Con nhớ lúc mới hồi cư người ta không cho má đi dạy học, nhà mình nghèo mà phải đi bán chuối chưng. Nhiều bữa trời mưa ban ấy thấy tụi con ăn chuối thay cơm, má cắn môi quay mặt vào vách mà suối lệ tuôn trào. Con nhớ hồi đi thi trên trường tình
cũng mang đôi dài ba ta trắng, mà mang đôi gục cùng lối bộ dắt con đi dưới ánh trăng khuya. Tiếng gà gáy sáng mẹ hiền ru vang vang. Âu dí dầu cầu giang đóng đinh, cầu tre lắc lẹo gặp gình khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Ngày mai với con đứng chờ kết quả, vừa nghe ba tiếng lê lòng hồ mà reo lên, con của tôi thi đậu rồi mà chạy lại ôm con mà hôn mà khóc. Sự vui mừng trong phút chốc nghẹn ngào, môi rung rung mà bảo nếu có ba con thì con sẽ được nhiều phần thưởng. Mà má cũng được ba con khen tặng là đã khéo dạy con đỗ đạt trong lúc thiếu hụt trăm bề. Về nhà má lại khen và nói sau này tên tuổi của chị em con sẽ được người đời kính nể. Nhưng mà chị hai của con chị đã như thế nào hả con? Chị đã sao con tức chị quá mà con ghét chị rồi á. Kìa hồ, con nói vậy nghe là sao phải? Con phải thương chị của con chứ. Chị hai của con thương con nhiều lắm. Từ hồi nhỏ nó đã phải nhịn sữa để cho con được bú no. Mà không có sữa con phải bú sữa bò, hiểu con chi? Có lần nó thèm sữa quá nên phải giật đại chai sữa của con rồi chui vô trong kẹt tổ. Con ơi khóc ré lên má hay được, và chị hai con phải chịu bị đòn. Chị hai của con mới trao chai sữa cho má rồi miếu máu nói rằng: má, tại con thèm quá cho nên con mới giật của em con bú chút rồi con trả lại. Má đừng mắng chửi con làm chi mà chẳng biết